Nếu như anh em đang cần tìm một giải lập chơi game trên PC vừa nhẹ vừa mượt lại còn có thể auto như thế này thì hãy tải luôn LD Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhá. Đấy, tiếp tục một nộ này. Úi xổi ôi. One shot one kill anh em thấy như thế nào? Anh em mà có cái khả năng để đầu tư á thì mình thấy trong dương SSR đấy lấy phong trụ là ngon lành cái đáo nhất. Chào anh em nhá. Chào mừng anh em đến với tựa game siêu anh hùng đại chiến. Hôm nay bước sang ngày thứ 3 rồi anh em ạ. À, anh em biết gì không? Ngày hôm qua khi mà mình đi thi đấu ấy, ai cú vãi cả trưởng luôn bởi vì thua một số ông lực chiến thấp hơn mình. Đấy. Để mình xem là mấy cái ông này áp lực chiến lên rồi đúng không? Rồi nhá, mình sẽ tìm đúng cái ông nào ở đây nó không có lịch sử chiến đấu nhỉ? Có lịch sử không nhỉ? Chiến báo hình như là có này. Không phải mấy ông này. Ủa, hôm nay thôi à? Nó không phát lại cho mấy ông ngày hôm qua nhỉ? Ngày hôm qua mình đi chiến đấu cú lắm anh em ơi. Gặp mấy cái ông mà có kiểu... Đây. Chính là con này này. Đây. Để mình đi oánh thử nha anh em ơi. Kiêu chiến là mặc dù ông đấy... Yêu lực điểm lực chiến là hơn mình. Thế nhưng mà mình cứ chiến thử cho anh em xem độ khó chịu của em phong trụ. Anh thốn kinh khủng luôn anh em nhá. Sức sát thương người ra là cực kỳ khổng lồ luôn ấy. Để tốc độ x2 này anh em này. Ý, Sanji đá cũng đau phết nhỉ. Nhưng chưa là gì đâu. Tí nữa để phong trụ dã cho thì anh em mới thấy cái sự gọi là khó chịu luôn. Và phong trụ này thì chưa có nộ. Đây anh em ơi. Một phát. Anh em thấy gì không? Ace của mình nằm xuống luôn, mình dồn tất cả đồ đạc cho Ace rồi. Em qua nếu như anh em nào theo dõi thì biết mình dồn tất tần tật tất cả mọi thứ cho Ace. Nhưng mà em phong trụ nó cứ chém one shot one kill thế này thì khó chịu quá anh em ạ. Kể cả tanh luôn nó chém đau lắm luôn anh em ơi. Ok, Maki đánh cũng thốn này anh em này. Phải thật. Kiểu là lỗi skill sát thương sao, mình thấy em Maki là một em tướng SR nhưng mà đánh cực kỳ kinh khủng nha. Ở đấy, Ace team bạn thì dã này. Đau chưa? Bốn dã man con Nga luôn. Đây, phong trụ tiếp tục một chém này. Đấy, chém như thế này làm sao mà trụ được anh em. Cay lắm anh em ạ. Biết thế hôm qua lấy luôn phong trụ đi, lấy A làm quái gì. Mình khuyên thật với anh em luôn. Nếu như anh em mà chơi có đầu tư ở đây thì trong số mấy cái dương SR đấy, tốt nhất là nên lấy phong trụ nó hợp lý hơn. Đấy, bởi vì là phong trụ khỏe quá đúng không? Thế cho nên là hôm qua là mình nạp được khoảng hơn 18k kim cương, 19k kim cương. Hôm nay mình nạp nốt để lấy luôn cái mốc này, trong này sẽ có phong trụ anh em nhé. Mình sẽ lấy phong trụ. Cú qua rồi. Túi. Ai. Lựa chọn luôn phong trụ anh em ơi. Không chần chờ gì nữa. Phong trụ luôn. Kém mạnh như thế này, biết thế hôm qua lấy luôn thì hôm nay có phải nâng được nhiều sao rồi không anh em? Ai xì bà, khốn ghê. Út lạ. Đâu nhở? Đây. Giờ thì mình sẽ nâng cấp. Đột phá, mắc ping luôn. Ok. À, có thiếu à? Càn quét 10 lần luôn. Tiếp tục là đột phá nha. Úi ôi ngon. Phát nữa. Lên cấp 37. Ủa, mình chưa lên cấp 37 à? 36 rồi anh em ơi. Gần lên được 37. Rồi, đấy. Nâng lên 5 sao thì cũng hơi thốn tí. Nhưng tạm thời 4 sao thôi là cũng được rồi. Ok, mình phải nhận thêm một số những cái phần thưởng cái đã anh em ạ. Đấy. À, trăm kim cương nữa này, ngon này. Có thêm vé chiêu mộ này. Hôm nay đăng nhập lại thêm 10 vé nữa này. Thế thì phải đi chiêu mộ cao cấp thôi. Miễn phí một lần đúng không? Rồi, đấy. Như vậy là mình cũng đã điều chỉnh cái danh sách vào đây rồi. Là em phong trụ nha. Cố lên. Thêm 10 lần nữa đi. Phong trụ, phong trụ. Ui, bậc A. Thế mà làm hiệu ứng ghê chết. 10 lần đi. Trời. Còn mấy lần? 45 tức là 6-7 lần nữa thì mới được. Đâu để mình check xem trong phần phụ bản này còn cái gì chơi được không nha. Nhận ngay phần thưởng này. Lúc nãy mình vừa đi vượt ải xong rồi anh em này. Có thêm 100 kim cương. Nhưng mà chưa đủ level để có thể là vượt thêm ải nữa anh em ạ. Đấy, chính như mắc kẹt đấy này. Đấy, phải lên cấp 40 đúng không? Thế thì mình sẽ vào càn quét thôi. Tiêu hết thể lực đi chứ để làm gì đâu. Sademi đột phá này. Cấp 37 mới đột phá được. Wow, lên được 37 rồi mà. Lên luôn. Đột phá. Đấy, lực chiến lại tăng thêm một tí nữa anh em nhá. Từ 22.900 lên đây 23.900 được 1k. Ace để lên 41 mới đột phá được tiếp à. Anh em này thì sao? 42, ôi vãi. 37 này. Lên luôn. Wow, tuyệt vời. Tiếp tục. Ui dồi ôi, Vegeta phải lên tận 41 thì mới được cơ. Ủa? Đây Frankie lên. Đấy, cứ mỗi lần đột phá lên thì nhiều lực chiến phết anh em ạ, không đùa được.
Trang bị thì mình đang mặc full cái bộ này rồi. Bố cùng bạo lòi ra một cái bộ ở bên chiến binh. Thôi, để kiếm thêm một bộ ở bên chiến binh nữa để kích thêm cái dòng công kích cộng 15% nữa anh em nhá. Từ từ rồi kiếm. Cứ nâng lên level 18 cái đã. Ấy quên. Đấy, lên level 18 luôn. Tăng thêm được 1294 điểm lực chiến. Thì cái bộ trang bị này là một trong những cái mà tăng được nhiều lực chiến phết ở giai đoạn đầu game anh em nhá. Ấy, ngon thành cái đá luôn. Đây có một cái này. Tiếp tục tăng cấp đi nhỉ. Wow, lên cấp 7 cũng được. Đó, 432 điểm lực chiến nữa cũng ngon đấy chứ. Giờ thì mình sẽ tiêu thể lực để cho lên level 40 luôn anh em nha. Bởi vì đi vượt xong hết rồi mà bây giờ lại kẹt cấp để có thể là được vượt ải tiếp. Cái này là phải quét thôi. Cứ quét 50 lần mình dã luôn này anh em này. Cái này ít này, 70 lần. Cán quét tiếp anh em nha. Tiếp tục là mình sẽ xả vào đây anh em ơi. Đấy, lên là 39 nữa này. Chứ không lên là 40 à? Không kịp rồi. Còn 250 thể lực này thì làm sao mà lên được level 40 đây. Trong túi của mình còn cái bánh thể lực nào không đây? Có 6 cái nè. Dùng luôn. Ok, 180 thể lực anh em ơi. Thế thì mình cũng chưa lên được level 40 rồi. Hiện tại cấp 39 nhưng mà cần tận gần 800 điểm thể lực nữa thì mình có lên được level 40. À đúng rồi, để mình làm phần nhiệm vụ này để xem là vớt phát là tí nào không này. Hoàn thành một lần đảo thí luyện à. Ở trong cái phần nhiệm vụ thì mình thấy cái tăng cấp kỹ năng anh hùng này là một trong những nhiệm vụ quan trọng anh em nhá. Đây này. Cần rất là nhiều những cái ngọc này để có thể là tăng cái điểm skill. Khi tăng được điểm skill thì chúng ta mới mạnh được. Bây giờ mình có thể đến chiêu mộ thường nha. Anh em một tuần có thể dùng vàng vào đây là cũng hợp lý đấy. X10 phát đầu tiên không có này. Phát thứ 2 hy vọng là có đi. Ủa ôi. Phát thứ 3. À, có đen thế. Đây 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 đấy. Có ngọc phòng thủ này. Ok lao anh em. Thay vì mua trong shop mất 1.500.000 thì anh em vào đây là đâu đó chỉ cần 3 lần thôi. 180.000 nhân 3 lên là 700 mấy đấy. Là chúng ta đã có được một cái điểm nâng cấp skill rồi. Thêm một lần nó đi biết đâu hên nó lại ra. Piu piu piu. Kìa. Nó đi nó đi. Cố lên. Trời. Ăn nữa đi. Ôi ôi. Đừng để lỗ, đừng để lỗ. Kìa. Đây rồi. Ta nhận nha. Đấy, còn chừa lại một ít vàng anh em nhá. Không lỗi rồi đấy. Có một cái thì nâng cấp à. Bây giờ để mình xem nâng cái gì đây. Đấy, chắc là mình nâng vào cái bí kỹ này là hợp lý rồi. Ok này, còn một cái này nữa là mình nâng được này. Đấy, còn luôn anh em ơi. Giờ kiểu này cũng nâng được này. Perfect, thế là đủ nâng cấp 3 lần rồi anh em nhá. Hợp lý chưa? Vừa làm xong cái nhiệm vụ này luôn này. Đấy, thế là mình cũng hoàn thành full nhiệm vụ đấy. Được có 180 XP chỉ huy thôi anh em ạ. Rồi, nhận ngay bên này nữa xem nào. Còn 100 thể lực nữa này. Đã đủ lên level 40 đấy nhỉ. Đấy, 564/990 rồi. Thế này lên được, càn quét thêm tí nữa là lên này. Tiếp tục là mình sẽ càn quét để cho nó lên nốt nha anh em. 256 lên chưa? Ô chưa. Càn quét X10 khả năng là được đấy. 10 phát. Vẫn chưa. Thêm X10 phát nữa đi. Quá. Ảo thật đấy. Rồi, cuối cùng thì cũng lên là level 40 anh em nhé. Perfect luôn. Tiếp tục là nâng cấp. Lên nhanh. Ok, lên được 25k tròn này anh em này. Tăng cấp luôn. 17k cũng được. Bao nhiêu? 13k7. Lên 12k7 này. Lên Frankie nữa. 11k8 lên bao nhiêu? 12k2. Rồi, bây giờ đi thi đấu tiếp anh em ơi. Để xem là đánh đấm được ai không anh em nha. Ok, 3k gaming gấu full bao. Vẫn là bạn này này. Bạn này thì đánh khá là mạnh mà dù lực chiến thấp nhưng mà sẽ đánh đấm khá được. Tướng của bạn ấy cũng ngon đấy. Đấy, đặc biệt là Maki đánh cũng thốn anh em này. Đánh thưởng. Ái da. Ái da. Ok. Tính choáng rồi anh em ơi. Thôi rồi. Cay quá. Panda. Ôi ôi, đau chưa? Đánh thưởng của phong trụ thốn chưa anh em? Còn Panda nó làm cái gì đây? Làm trò gì đây? Ai ôi, đau nhá. Hy vọng rằng thằng Lo nó không đóng băng nữa. Lúc nay đi đánh đấm mấy lần thì cái thằng Lo thì nó đều đóng băng với em phong trụ của mình, là phong trụ không thể nào mà gây được sát thương. Còn bây giờ thì ôi được này, Tatsumaki đánh được đấy. Rồi đấy, Lo này làm gì. Ôi xong, nó kết liễu. Ok, Ace uống đi em ơi. Hay quá. Ôi ôi, nhưng nó vẫn sống. Đúng rồi, bắn đi, bắn đi. Cho team nó nằm xuống đi. Bọt đi. Có choáng không? Không à, bây giờ phong trụ này mày em gửi. Ảo thế nhở. Rõ là thí hiệu ứng là kém một phát là bên này nó đi sạch cây máu rồi cơ mà.
Tại sao mình vẫn thấy em Maki lại đánh sâu nó lại còn nửa cây máu nhỉ? Ảo thật đấy. Đấy, bây giờ Maki nó chém này. Rồi, thốn thế nhỉ? Ra gì vào này nọ đấy chứ, đúng không? Maki thì nó cũng ra gì ấy. Nhưng mà thêm phát nữa liệu rằng là này mình có sống được không? Nó nằm xuống ngay anh em. Ok, thì bạn chỉ còn lại ba đứa thôi nhưng mà nó rất dính máu rồi. Trong khi đấy thì phong chủ của mình vẫn rất là khỏe nha. Đấy, tiếp tục một nộ này. Úi xổi ôi. One shot on kill anh em thấy như thế nào? Đấy lý do tại sao mình khuyên anh em chơi phong trụ là vì như vậy nha. Thế như anh em nào mà đặc biệt, những anh em mà có cái khả năng để đầu tư á, thì mình thấy trong cái dương SSR đấy lấy phong trụ là ngon lành cái đáo nhất. Đó, chia sẻ với anh em là như vậy nha, thắng rồi. Cuối cùng mình thắng bạn đấy. Mặc dù liệu lực của mình hơi chênh một tí, nhưng mà anh em nhìn phong trụ đánh kia ra gì đấy. Ok, thì chúc anh em chơi game vui vẻ và đừng quên ấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều video mới về tựa game siêu anh hùng đại chiến nha.